Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị hình ảnh sinh hoạt trại truyền thống hướng đạo và văn hóa Việt Nam kỳ thứ 18 do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam phối hợp với Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức từ ngày 12 tháng 8 năm 2016 đến ngày 14 tháng 8 năm 2016 tại Camp Crowell, Oakton, Virginia. Chương trình được thực hiện bởi Trưởng Hạ Bá Phúc và Trưởng Trần Ngọc Trứ. Xin kính mời quý vị theo dõi. Hello, xin chào khán giả. Tên em là Trưởng Tommy Quang Lê. Em là trại trưởng của trại truyền thống 18. Trại truyền thống 18 đây được tổ chức với Hội đồng Trung ương và Miền Đông Hoa Kỳ. Tụi em đề nghị mình mở một trại truyền thống văn hóa này tại vì mình muốn đem văn hóa truyền thống về cho những các trưởng mới và mấy trưởng trẻ mà sẽ làm trưởng tương lai để mình giữ gìn cái truyền thống Việt Nam của mình. Mấy em lớn lên đó, mình càng ngày càng xa xôi với cái Việt Nam của mình. Mà em thấy 24 trưởng đã ghi danh cũng rất là được, cũng vừa. Tại cũng có 6 liên đoàn đầy đủ để mình chia sẻ, đem về những cái mình học về cho đoàn của mình. Kính thưa trưởng, cũng giống như là quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình. Cái phong trào hướng đạo ở Việt Nam chúng ta bị bất tử sau năm 75. Hiện tại ở các nơi trên thế giới có người Việt Nam sinh sống thì không ít thì nhiều cái phong trào hướng đạo vẫn được sinh sôi nảy nở. Chúng ta tham dự sinh hoạt hướng đạo bản địa và chúng ta muốn rằng một số những cái sinh hoạt hướng đạo Việt Nam mà trước đây chúng ta đã từng có, chúng ta gìn giữ nó, chúng ta làm thế nào để có thể trao lại cho con, cho em, cho cháu. Tuy rằng các em là những em hướng đạo Mỹ gốc Việt, những các em ở Úc hoặc là ở Canada, nhưng các em vẫn còn cái gì đó Việt Nam, còn cái gì đó trong cái tư tưởng, trong cái sinh hoạt, trong những cái truyền thống hướng đạo mà hướng đạo Việt Nam cũng đã từng có trải qua 85 năm rồi. Thì đó là cái nguyện ước của anh em và hy vọng chúng ta cố gắng làm được cái gì đó cho cái thế hệ mai sau. Ở đây thì có nhiều trưởng lớn tuổi, có nhiều trưởng trẻ, có nhiều người là phụ huynh, có nhiều người là lớn lên ở Mỹ, sinh trưởng tại Mỹ, có nhiều người là sinh trưởng tại Việt Nam. Cái trình độ nó khác nhau hoặc là cái sự hiểu biết về văn hóa nó khác nhau, thì giờ cái sự cố gắng của các trưởng trong ban huấn luyện làm thế nào để mình có thể mình đưa hết tất cả những cái nội dung, những cái đề tài thảo luận về cho các trưởng để tất cả mọi người cũng có thể nắm được để mà sinh hoạt và tiếp tục trong các phong trào. Là trong sinh hoạt hướng đạo thì là cái tính sinh hoạt nó phải sinh hoạt là ngoài trời. Và cái sinh hoạt ngoài trời mà nó không có, chỉ có trò chơi không á, thì không có ích lợi. Nhưng mà sinh hoạt ngoài trời nó có những cái tiếng hát thì nó rất là linh động và lôi cuốn để các em tham gia. Thì trong hướng đạo đó thì nó có rất là nhiều bài hát. Bài hát nó chia ra làm nhiều phần. Chúng ta hát những phần nào mà chúng ta vui, chúng ta hát những bài vui. Buồn, chúng ta có những bài buồn chúng ta hát. Và khi nào mà chúng ta hát chia tay, có những bài hát chia tay. Khi chúng ta chào đón một người trưởng tới, có bài trưởng có những bài hát. Và chúng ta có những buổi lửa chai, chẳng hạn như vậy. Thì mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi một địa điểm, một nơi nó đều có những cái bài hát để nó làm cho cuộc đời của người hướng đạo nó phong phú và tươi đẹp hơn. Mỹ Hương sinh hoạt với Liên đoàn Potomac Maryland là liên đoàn cho các em hướng đạo sinh người Việt Nam ở vùng Maryland đã cũng hơn 16 năm nay rồi. Và trong bao nhiêu năm vừa qua mình đã thấy được cái trưởng thành của các em và giữ được một số văn hóa cho các em. Thành ra tại vậy mà Mỹ Hương muốn giữ cho các em có một cái truyền thống, có một cái cách làm mà theo cái hướng đạo CC Việt Nam. Mặc dù là mình vẫn dùng một số chương trình của hướng đạo ở Hoa Kỳ, nhưng mà cái quan trọng là cái culture để giữ lại được cho văn hóa để giữ lại cho được cho các em, thì truyền được
ít nhiều nếu mà các em lãnh thụ được thì trình độ của mình cũng giữ được cho Việt Nam của mình. Trước khi đi học cái hóa truyền thống và văn hóa Việt Nam này thì trước là mình vừa làm vừa học thôi, chứ còn cái cách đi học rồi thì mình hiểu hơn được và mình thấy được là cái cách truyền thống nó ra sao hơn là và được các anh đi trước chỉ dẫn cho. Thành ra học được những cái kinh nghiệm của các anh thì về có thể mình phải kiên nhẫn hơn để mà và mình phải tìm những cách khác để hướng dẫn các em. Qua tất cả 12 khóa của cái lớp khác nhau trong cái kỳ này á, thì đa số là những cái lượng giá từ các em thì các em không có trở ngại nhiều về trong cái tiếp thu những cái tài liệu mà các vị trưởng muốn truyền đạt cho các em. Tôi đã tham dự được 2 khóa về đi huấn luyện truyền thống về văn hóa, là những khóa rất là cần thiết để cho các trưởng người Việt Nam gìn giữ được cái văn hóa, gìn giữ được cái tiếng Việt và gìn giữ được cái truyền thống Việt Nam cho các em hướng đạo Việt Nam là một cái điều tốt nhất. Người ta nói rằng nếu mình có người Việt Nam mà mình không hiểu tiếng Việt Nam, mình quên cội nguồn Việt Nam là mình sẽ mất nước đời đời. Cho nên cái khóa này rất là tốt cho tất cả các anh em hướng đạo Việt Nam. Dân tiêu tàn đứng vòng quanh đây, cùng nắm tay ta nhắc nhở lời. Đường đàn đi xa gắn bình tâm lo, một đức chung dựng minh cho đời. Tầm thôi. Rồi ngày mai nhìn bóng dáng nơi này, lòng hứa với nhau rằng sắp sáng luôn. Mình chặt tình thương đồng lòng hứa với nhau rằng ta chưa quên giúp ích cho đời. Lúc thôi vụ này lòng càng quyên liên anh em chúng mình, quyết thôi vụ này lòng càng nhưng muốn anh em thấu tình. Đời ta nhau chưa lâu, yeah, tình anh em chưa quên, yeah, lòng anh em nhớ nhau thì xa mà hoa đã gần. Quyết liên nhà tình mình đôi với anh em chúng mình, tình mình đôi với em khác bạn. Rồi tay nhau chưa lâu nhé, tình anh em chưa quên nhé, lòng anh em nhớ nhau thì xa mà hoa đã gần. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Ban tổ chức đáp lời thỉnh cầu của quý Phật tử tại Seattle, Đại Đức Thích Giác Nhàn sẽ đến hướng dẫn quý Phật tử đồng tu tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà và thuyết giảng trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2016, thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày tại hội trường Filipino Community of Seattle, 5740 Martin Luther King Jr. Way South Seattle, Washington 98118. Quý Phật tử đến tham dự pháp hội hoàn toàn miễn phí. Xin quý Phật tử mang theo áo choàng màu lam. Để thuận tiện cho ban tổ chức sắp xếp, mến mời quý Phật tử hoan hỷ gọi phone đến ban tổ chức để ghi danh tham dự pháp hội. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Đức Trí 206-549-3230, cô Thu Thảo 206-859-3099. Tưng bừng kỷ niệm 8 năm thành lập cấp 10 chi nhánh Teletron đại hạ giá từ 10 đến 80% off với nhiều quà tặng, trả góp đến 60 tháng không tiền lời. Sony 40 inch 268 đồng, Sony SBR 4K 55 inch siêu mỏng 888 đồng, Sony SBR 4K 85 inch 7888 đồng. Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Niệm thêm một bí địch, niệm thiên nhiên Magniflex 100% Italy, chữa trị đau lưng chỉ có 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng. Sofa Yeah Made in Italy 4.699 đồng, bàn ăn giường ngủ Italy 35% off, tặng TV. Karaoke Bose máy lung tăng mở giảm cân với 1.500 đồng, tặng nồi thủy tinh của Pháp, chảo 3D Korea, nồi cơm điện Japan 15% off. Xe mua dược thảo Hàn Quốc chống rụng tóc 3 chai 40 đồng, nồi Smart Cook đa năng bớt 150 đồng. Ghế Cozia massage kiểu Thái 3.999 đồng, tặng quà 500 đồng. Telechon 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.